hôm nay thì em Hương sẽ lại lên sóng cho bà con nhà mình một mẫu xe cực kỳ đẹp nhé. Inform giá đã đẹp rồi. Một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi mang biển kiểm soát thủ đô Hà Nội với lớp sơn màu vàng gold cực kỳ bắt mắt này. Cờ đuôi 2016 form mới, số sàn máy 1.6. Em Lê Hương đang chào bán với giá là 325 triệu. Các bác nhà mình ơi, ai đang quan tâm và cần tìm cho mình một mẫu xe gia đình máy 1.6 nhé, form mới này, gạt mưa tự động, điều hòa tự động, đèn pha tự động, thì các bác để lại số điện thoại để em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn nhé. Một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi 2016 đây, form mới, máy số zin, nước sơn màu được vàng cát đẹp, các bác để lại số điện thoại cho em nhé. Em sẽ quay chi tiết tổng thành của xe, từ nội thất, ngoại thất cho đến máy số này, động cơ máy móc của xe. Băng biển kiểm soát 30A, dấu cộng đặc trưng của dòng xe Chevrolet, sơn xin zin, sáng bóng này. Đèn halogen siêu sáng luôn. Đèn pha là đèn halogen nhé, có dải đèn led và đèn gầm là pha bi cầu, nước sơn màu vàng gold. Với tất cả những đường dập nổi trên thân xe thì cực kỳ sắc nét, la răng đa chấu thể thao, phanh ABS chống bó cứng, xi nhan chân gương đẹp ạ. Tất cả những đường dập nổi trên thân xe cực kỳ sắc nét luôn. Gương kính thì liền đời theo xe, được bác chủ cũ dán hết phim cách nhiệt chống ồn rồi. Thế các bác yên tâm nhé, không phải về các bác không phải thêm một cái gì nữa đâu, cứ thế là chạy cho em thôi ạ. Giá cực kỳ hợp lý cho đời 2016 là 325 triệu. Túi khí an toàn ở chính giữa vô lăng này. Đèn pha tự động, gạt mưa tự động, số sàn 1.6 lên màn hình, cam hành trình và cam lùi đầy đủ cho em rồi. Táp ly táp lô đẹp căng. Máng nước hai bên cũng sạch đẹp cho em nhá. Đây các bác nhìn. Phần táp ly này, đẹp luôn này, ốc nhái không hề bị vặn mở. Gương kính này, khóa lốc cửa dùng hết bằng điện cho em ạ. Keo chỉ zin các bác nhìn nhá, tất cả các cái bấm đinh tán còn nguyên bản cho em. Keo chỉ zin cả bốn cánh cửa này, kể cả phần lỗ cắt của lốp thoát nước cũng được vuông đét, không hề bị đâm xô biến dạng. Keo chỉ zin còn nguyên bản cho em. Nội ngoại thất tươi mới này, màn hình Android cả mứng siêu to. Form mới thì sẽ lên điều hòa tự động, gạt mưa tự động và đèn pha cũng là tự động. Form cũ này sẽ dùng bằng cơ các bác nhé. Vô lăng tích hợp các phím bấm, có túi khí an toàn. Cả là những cái phần đơn giản như đèn trần này cũng hoạt động hoàn toàn bình thường cho em nhé, trần đọc sách này. Màn hình Android cảm ứng này. Mở khoang cốp này, mở luôn tí nữa phải mở này. Điều hòa auto nhé. Vô lăng củ số siêu sắc nét luôn, phân khúc cỡ C, nhiều bác đã từng ví rằng đi gờ đuôi đầm chắc như là Camry luôn ạ. Đầm chắc như là Camry nhá. Ốc nhái thì không hề bị bạn mở này. Tất cả những cái phần như keo này, phần gioăng cửa này còn nguyên bản cho em, không rách vỡ. Thông số sticker của xe vẫn còn nguyên bản cho em ạ. Ốc nhái không hề bị bạn mở nhé. Cờ đuôi 2016, số sàn máy 1.6 đây. Nội ngoại thất sạch sẽ, trần nỉ zin, ghế da cao cấp, ốc nhái không hề bị bạn mở này. Thực sự là quá là xuất sắc luôn các bác này. Nước sơn màu vàng cát các bác này. La răng thể thao, có nhìn la răng đã thấy mê chưa ạ? Một bộ la răng thể thao khi mà chuyển động quá đẹp luôn. Bốn bánh trang bị phanh ABS chống bó cứng an toàn, lốp lắp dày. Bao tét hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Keo chỉ zin, máy số zin, form mới nhé. Biển thủ đô Hà Nội. Phía sau xe có bốn mắt cảm biến va chạm phía sau. Chevrolet cờ đuôi. Ký hiệu LT là ký hiệu của số sàn các bác ạ. Còn ký hiệu LTZ sẽ là số tự động ạ. Biển 30 thủ đô Hà Nội nhé. Quá là chất luôn. Cốp thì các bác ơi, dùng khóa khiển để mở khoang cốp cho em nhé. Dùng khóa khiển này, mở khoang hành lý cho em đây. Nội ngoại thất đẹp, khoang hành lý thì rộng rãi sạch sẽ này. Đi chơi đi gia đình quá là hợp lý luôn. 1.6 ạ. 1.6 với khoang hành lý siêu rộng rãi luôn. Đây các bác nhìn này. Lốp sau cua, dụng cụ tăng kích nốt còn nguyên bản cho em, lốp rất là mới nhá. La răng cũng đẹp luôn. Đây các bác này. Máng lốp hai bên thì không hề có dấu hiệu bị vặn mở đây, bấm đinh tán này. Keo chỉ zin toàn bộ. Từ lắp cốp, lắp cabo cho đến các lốp cắt của phần lắp cốp này, máng lốp hai bên đẹp luôn. Khóa khiển để dùng để mở điều khiển cho em khi mà các bác dùng mở khóa cốp lên, dùng khóa khiển này. Ngồi trong xe còn có thêm một cái phím bấm mở cốp nữa, tức là các bác có thể mở từ bên ngoài và mở từ bên trong nhé, rất là tiện lợi luôn. Sơn xi sạch sẽ, bóng vừa nhoáng luôn. Phần tất cả các khớp nối thì rất là khít cho em nhé. La răng thể thao, phanh ABS, gương kính liền đời, dán phim cách nhiệt chống ồn đầy đủ cho em rồi. Một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi 2016, máy số zin, form mới, bao tét hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Máng nước hai bên không hề bị bạn mở, táp ni táp lô đẹp. Keo chỉ zin toàn bộ, lắp cabo, lắp cốp, bốn cánh cửa đều giữ được nguyên bản zin đét cho em nhé. Màn hình Android giải trí cỡ lớn này, táp lô đẹp căng. 325 triệu, giá chưa từng có cho một chiếc xe cờ đuôi 2016 ạ.
máng nước đẹp này, ốc nhái đẹp này, gioăng cửa cũng đẹp luôn các bác ơi. Để lại số điện thoại cho em nào, 0354602790 là số hotline của em ạ. Các bác có thể alo trực tiếp để em Hương hỗ trợ tư vấn này. Cảm biến đăng kiểm còn đến tháng 6 2023, nốt nắp dày đẹp luôn nhé. Máy số zin biển thủ đô Hà Nội form mới đây. Để lại số điện thoại để em Lê Hương hỗ trợ tư vấn cho bà con nhà mình nào. Đây ạ. Mở luôn khoang hành lý này. Ốc đồ của em nó là suýt nữa thì là hành là ngũ lâm rồi đây. 5.546 cây. Hơn 5 vạn cho đời 2016 thì xe gia đình đi cũng vừa phải thôi các bác ạ. Đi vừa phải thôi, không đi quá là nhiều đâu. Dán hết cả cái phần dán chạy cao tốc rồi này. Màn hình Android rồi. Cam lùi, cam hành trình. Máy số thì zin từng con ốc luôn. Máy số các bác nhìn nhá, máy Ecotec này. Ốc nhái không hề bị vặn mở, từ phần tai đèn cũng không có keo rước lem nhem gì cả. Ốc nhái không bị vặn mở, máng nước hai bên, nước làm mát. Keo chỉ zin toàn bộ luôn, các cái lốt cắt đẹp luôn ạ. Một chiếc xe Chevrolet Cruze 2016, máy số zin, xe thì đầm chắc như là cam gì. Em bán 325 triệu, bao hồ sơ còn hỗ trợ lọc lá thêm, bác nào ở gần em có thể hỗ trợ vận chuyển cho mình nhé. À, em xin phép được đọc lại thông số của xe này. Chevrolet Cruze số sàn 2016, giá chào bán là 325 triệu. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790. Cảm ơn các bác nhà mình đã quan tâm và ủng hộ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhà mình. Đừng quên những lượt like, những lượt tim, những lượt chia sẻ nhé. Xin chào.